Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người. Đây là một cái tủ điều khiển từ xa qua điện thoại dùng cho động cơ 3 pha có bảo vệ quá tải. Thì ở đây bên mình ráp tủ một cái tủ rất là đơn giản như thế này. Vì sao bên mình không lắp kèm theo CB nữa? Vì đa phần ở nhà thì mọi người hiện tại là đang bật tắt bằng CB, nên là bên mình sẽ giảm chi phí lại bằng cách sẽ không lắp đặt CB vào, và bên này chỉ lắp bộ khởi động từ. Đây là bộ khởi động từ bao gồm là công tắc tơ và rờ le nhiệt. Thì trên cái rờ le nhiệt này mọi người có thể chỉnh được cái dòng điện từ 17. Đây là bên mình lắp loại rờ le nhiệt là 17-25, nên là mọi người có thể chỉnh tối đa, chạy công suất tối đa là 5 kg. Còn nếu mọi người chạy công suất thấp hơn thì có thể điều chỉnh rờ le nhiệt về cái mức min nhỏ nhất là 17 A, còn mức cao nhất là 25 A, thì có thể chạy cho động cơ 5 kg. Rồi thì trên cái tủ này bên mình đã lắp đặt đầy đủ hết. Thì mọi người về, đây là dây trung tính, dây nhỏ là dây trung tính, và mọi người cấp 3 pha vào phía trên này. Đây là nguồn vào, và phía dưới này là nguồn ra máy bơm. Như vậy là được. Phía bên ngoài tủ bên mình đã lắp đặt sẵn là, đây là đèn xanh, là đèn báo trạng thái motor. Khi motor chạy thì đèn xanh sẽ sáng lên. Và bên cạnh này là một nút nhấn để điều khiển bằng tay. Khi mọi người không muốn điều khiển từ xa qua điện thoại thì nhấn nút này thì máy bơm sẽ chạy luôn. Còn đây là bộ điều khiển từ xa qua điện thoại là AF01. Thì bộ điều khiển này nó sẽ điều khiển một cổng ra, là một máy bơm. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp đặt SIM. Thì cái thiết bị này nó sử dụng là micro SIM, nên là khi mà mọi người mua SIM về, đây là SIM mới, thì mọi người hãy giúp mình là bẻ bỏ cái vòng ngoài lớn nhất đi. Đây, chúng ta sẽ bỏ vòng lớn đi. Chúng ta sẽ giữ lại vòng thứ hai, vòng thứ ba này. Rồi, và lắp SIM vào trong thiết bị như thế này. Mọi người hãy xem giúp mình tại vị trí khe SIM. Này, bên mình đã in rõ là cái hình của cái SIM, mọi người cứ để trúng hình như vậy là được. Sau đó, mọi người nhét vô. Đây. Mọi người hãy chú ý là cái chiều vác là hướng ra ngoài nhé. Sau đó nhấn vô là được. Như thế này, nó đã nhận SIM. Và bây giờ chúng ta cần phải là cắm nguồn điện vào. Thì vì đây là 3 pha nên chúng ta cần phải có một dây trung tính nữa để nó dùng có điện 220V cho cấp điện cho bộ điều khiển hoạt động. Nên là bây giờ mình đã đấu sẵn là điện 1 pha rồi nha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cắm vào nguồn điện. Rồi, hiện tại mình đã cắm vào nguồn điện. Thì mọi người sẽ thấy đây, tại vị trí bộ điều khiển này, nó một cái đèn đỏ đang nhấp nháy như thế này, có nghĩa là nó đang khởi động. Và chúng ta chờ trong khoảng tầm 40 giây cho đèn xanh trạng thái này nó sáng lên. Thì khi đó thiết bị nó khởi động xong, và chúng ta có thể đăng ký cái quyền điều khiển từ xa qua điện thoại, hoặc là điều khiển qua nút nhấn. Rồi vì cái thiết bị này nó giới hạn là 5 người điều khiển, nên là những số điện thoại nào đã được đăng ký mới được điều khiển, còn các số lạ thì sẽ không có tác dụng điều khiển cái thiết bị tủ này. Nên là mọi người yên tâm là không bị trường hợp mà số điện thoại khác phá cái máy bơm của chúng ta. Rồi hiện tại sau khi thiết bị khởi động xong thì mọi người thấy cái đèn xanh dương đã sáng lên rồi nha. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần sử dụng cái điện thoại này, điện thoại người sử dụng, chúng ta soạn một cái tin nhắn là nội dung là đăng ký, kèm theo mật khẩu là 4 số 1, chúng ta gửi vào trong cái số điện thoại trong cái bộ điều khiển này, thì nó sẽ cấp cái quyền điều khiển về cho cái điện thoại này. Cái thiết bị này nó cấp tối đa là 5 cái điện thoại đó. Hiện tại nó đã cấp cái quyền điều khiển về cái điện thoại này. Bây giờ muốn bật động cơ lên thì rất đơn giản, chỉ cần bấm gọi vào thì động cơ sẽ lập tức bật lên và tự cấp cuộc gọi chúng ta, không tốn tiền cước đó. Như vậy nó sẽ không tốn tiền. Rồi hiện tại là động cơ đã bật lên, và kèm theo đó nó cũng sẽ báo tin nhắn về cho chúng ta biết, nó cũng báo qua nút nhắn đèn báo phía ngoài cho chúng ta biết tại chỗ. Và trên điện thoại thì nó sẽ gửi tin nhắn về cho chúng ta biết là đã bật máy bơm. Rồi thì trên điện thoại nó cũng sẽ báo tin nhắn về cho chúng ta biết là đã bật thiết bị,
Đó, như vậy hiện tại là máy bơm đang bật và nó báo về điện thoại chúng ta là đang bật. Chúng ta có thể tắt đi bằng cách gọi điện lại thì nó cũng sẽ tự động tắt máy bơm đi. Và nó cũng báo tin nhắn về là tắt máy bơm cho chúng ta biết. Đó, đây là không tốn tiền cước. Rồi. Sau đó thiết bị nó sẽ báo tin nhắn về cho chúng ta biết là đã tắt máy bơm đi. Rồi, đã tắt thiết bị. Đó. Đây là điều khiển từ xa qua điện thoại, hoặc chúng ta có thể sử dụng nút nhấn này. Chúng ta ấn vào lần 1 để bật. Và ấn lại là để tắt. Đây là chức năng điều khiển tại chỗ. Ví dụ như động cơ đang bật này, nhưng mà xảy ra trường hợp quá tải. Quá tải có nghĩa là kẹt ổ bi hay là động cơ có vấn đề gì đó, thì lập tức cái relay nhiệt này nó sẽ ngắt động cơ đi ngay lập tức. Đó. Nó sẽ ngắt động cơ đi ngay lập tức, nó sẽ không cho động cơ chạy. Đó, ví dụ như đây là trường hợp đang bị sự cố đây, nó sẽ ngắt động cơ đi. Nó sẽ không cho động cơ chạy. Nó bảo vệ động cơ. Rồi khi sự cố khắc phục thì nó sẽ cho phép hoạt động lại, hoặc chúng ta ấn nút reset này để reset lại cái relay nhiệt này. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.